Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan một vòng ở trong cái quán cà phê Trầm. Ở cái khung cảnh, cái biển hiệu này mình đứng ở bên đường đối diện, mình quay qua cho nên là chất lượng hơi kém. Rồi, đây là cái không gian, cái đường đi vào bên trong, cũng là cái chỗ để mà gửi xe của khách. Hai bên có trang trí cây. Ở cái khu vực trước cổng vào này có một cái chỗ để cho các bạn chụp ảnh check-in. Hình mình lên hình ở đây sẽ rất là đẹp luôn các bạn. Trang trí đèn, do là mình quay bằng điện thoại để chủ yếu là để cho các bạn nhìn qua cái khung cảnh ở trong đây thôi. Còn nếu mà chụp ảnh nghiêm túc, có chỉnh cần chỉnh ánh sáng chuyên nghiệp thì không gian ở trong đây nó sẽ lên hình rất là đẹp. Đây là cái đoạn cầu thang đi qua lại giữa hai cái không gian quán, hai cái gác hai bên. Rồi, đó là cái bên dưới đây là cái phần đường đi vào, có rất là nhiều tiểu cảnh khác nhau, có nước, có cá. Cái video này mình up lên là ở thời điểm hiện tại là đã rất là lâu rồi. Đây là mình đi vào khoảng một tháng trước mình quay lại, rồi mình để ở trong máy, mình không có up lên. Bây giờ mình rảnh mình mới ngồi mình ghép lại, mình up lên cho các bạn. Và mình cũng để cái âm thanh và cái màu sắc góc luôn, mình không có chỉnh sửa gì nhiều, để cho các bạn xem và hình dung được cái không gian và cái môi trường, âm thanh môi trường thực tế ở trong đây như thế nào nha. Đó, đây là cái tiểu cảnh ở bên dưới hồ nước, khi mà chúng ta đứng ở trên cái gác chúng ta nhìn xuống thì thấy như vậy. Đa phần là những cái góc chụp, góc quay phim rất là hẹp nha các bạn, rất là nhiều cái trang trí khác nhau. Đặc biệt ở trong đây mình thấy là setup về ánh sáng rất là nhiều. Đó. Ở trong đây nếu mà chúng ta đi vào để chụp ảnh thiên về những cái concept nghệ thuật ánh sáng á, thì chúng ta sẽ chủ động và setup được rất là nhiều. Mà để được đẹp á, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị rất là nhiều đèn cho việc hỗ trợ chụp ảnh nha. Đây là cái phòng mà riêng khu vực. Ở cái khu vực này thì phù hợp cho các cặp đôi, có từng bàn riêng, nhưng mà không có ngăn cách nhiều nha các bạn, nó cũng không có kín lắm đâu, chỉ có một cái tấm màn che lại thôi. Đây mình đi xuống cái khu vực tiểu cảnh lúc nãy nè. Ở đây mình có thể có một cái bàn ngồi cạnh ở đây, nghe cái tiếng nước chảy cũng vui tai. Ở trong quán, ở bên ngoài không gian này cũng có tiếng nhạc nhỏ nhỏ nha các bạn, do cái điện thoại của mình âm thanh nó rất là nhỏ, rất là du dương, mình không có thu được cái tiếng nhạc đó. Tại vì không gian thì nó trầm, nó yên tĩnh mà, cho nên là tiếng nhạc nó cũng vừa phải thôi, không có làm ồn chúng ta. Đây là cái phòng họp, phòng riêng nè, tí nữa mình sẽ review sau cho các bạn cái phần đó. Đây mình đã đi lại cái con đường mà đi qua giữa hai cái gác. Còn đây là cái cách mà trang trí cái bàn nước chúng ta ngồi uống. Đây là mình uống xong nước rồi cho nên mình mới ngồi quay, rảnh ngồi quay. Ok, mình đi vào quán từ rất là sớm, mình nán lại cho đến khi mà quán gần đóng cửa để mình nhìn tổng thể cái, mình xem tổng thể cái không gian quán ở đây. Đó. Ở đây không gian mà khi chúng ta ngồi ở bàn nước ở trên gác này thì chúng ta sẽ nhìn xuống ở bên dưới, khung cảnh ở bên dưới rất là đẹp, rất là lãng mạn nha các bạn. Cái này mình quay hơi chậm, các bạn thông cảm nha. Mình quay chậm để cho khung hình đó nó vẫn, nó không có rung lắc, các bạn xem cũng đỡ bị nhức đầu ha. Các bạn xem qua những cái không gian bên trong. Đây là lúc mà mình chờ khách ở trong đây về hết rồi, người ta không còn người nữa, thì mình đi lại đi tới lui trong đây, mình quay qua quay lại cho các bạn xem cái không gian trong đây. Chứ lúc mà còn đông người quá thì mình quay dính hình mọi người ở trong đây rất là kỳ. Đó, trong đây là không gian này được trang trí rất là nhiều cái phụ kiện, bình gốm rồi đèn, rồi mấy cái lồng đèn như các bạn thấy nè. Thấy lúc nãy thì mấy cảnh đầu mình sẽ quay cận cảnh. Rồi còn ở bên trong đây là
những cái không gian phòng họp nó phù hợp cho một nhóm người nói chuyện bàn công việc hoặc là hội họp gì đó khoảng 5-7 người gì đó ha. Ở trong phòng này cũng được lắp rất là nhiều khung tranh nghệ thuật. Đây là cái thể loại tranh sơn màu, sơn dầu, sơn nước. Đó, không gian ở trong đây nó rất là đẹp luôn các bạn. Giờ đặc biệt là ở trong đây nó yên tĩnh nữa. Ở trong cái phòng này thì có loa, có nhạc. Mà nếu mà các bạn không cần nhạc thì có thể yêu cầu tắt đi. Còn đây là cái đường đi vào trong quán này. Thì ở cái đoạn đầu mình quay mình để mình không có chỉnh ánh sáng, nó rất là tối. Cái này mình nâng cái ánh sáng của điện thoại lên thì nó sáng hơn một tí. Đây các bạn có thể thấy cái thác nước này. Không gian ở trong đây thì mình có thể tận dụng để chụp ảnh nha. Những cái góc ảnh vô trong đây thì các bạn sẽ có rất là nhiều góc ảnh luôn. Nhưng mà đa phần sẽ là góc ảnh cận chứ không có được góc ảnh toàn, tại vì nó là không gian chật mà. Rồi, bây giờ video đến đây là kết thúc. Mình đang đi ra ngoài để về đây. Mình lấy xe mình về. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha. Video này mình chỉ làm tạm tạm giới thiệu không gian cho các bạn thôi, không có đầu tư chuyên nghiệp. Các bạn xem cũng thông cảm cho mình nha.